Dạ gút ạ. Con cũng trả lời giống như như Khoa thôi. Mình nói là da cút á, là khi nào mình thân với người đó lắm rồi, bạn thân lắm, cỡ như luyến với lại là thương đó ha. Còn nếu mà người bình thường, chẳng hạn như con vô lớp học mà thầy cô hỏi con, hoặc là mình vô công ty, bạn đồng nghiệp hỏi á, ta hỏi là WKSD, thì chúng ta sẽ trả lời là Es geht mir sehr gut, Es geht mir sehr gut, hoặc là geht mir gut, nghĩa là họ mà nói ngắn á, họ nói geht mir gut thôi, họ bỏ chữ S luôn. Còn mình nói gut, mình nói xe cút không á, là khi nào thân lắm mình mới là trả lời, gọi là tiếng Việt mình nói là trả lời một cách là cục lủng như vậy ha. Còn nếu mà mình chưa quen thân thì mình nên trả lời lịch sự là Es geht mir sehr gut. Giờ hai con nắm được chưa? Rồi. Bây giờ hai con tập lại cái đó đi. Bây giờ là Quỳnh hỏi lại Khoa, rồi Khoa trả lời, rồi Khoa hỏi lại Quỳnh, trả lời kiểu lịch sự á. Migas es kundu. Migas es diagut. Hỏi tiếp liền luôn, đừng để thời gian trống, hỏi tiếp liền luôn. Bạn tên gì, bạn bao nhiêu tuổi, bạn đang ở đâu? Đó là ba câu hỏi mà cửa miệng cũng như là giới thiệu về mình ha. Bây giờ là Bình hỏi trước đi, Bình quen là hỏi trước đi, rồi Khoa sẽ cũng trả lời và đồng thời hỏi ngược lại cho mình quen cái kiểu đó. Hôm nay là Bình bắt đầu là nói tốt rồi. Ngay vô đầu con hỏi là vị kế SC là con nói rất là như là ở trong tiếng Việt mình, là buột miệng nói luôn chứ không suy nghĩ nữa. Như vậy là có sự tiến bộ rất là nhiều, và 6 tuần học anh cũng phải như thế chứ. Bây giờ con hỏi lại những cái chú vừa nêu đó ha. Woher kommst du? Ich komme in Bình Dương. It's come out chứ không phải come in. Con trả lời lại it's come out, người ta hỏi là where come out, mình trả lời là it's come out ha. Ich komme aus Bình Dương. Wie heißt du? Ich heiße Bist du? Ich bin Axen Jahre an. Und du? Ich bin 18 Jahre alt. Wo warst du? Anh hỏi này đi ạ. Hỏi lại Khoa, học Khoa hỏi lại, Quỳnh chưa nghe quen giọng miền Nam, rồi con hỏi lại. Wo warst du? Wohne in Hà Nội. Quỳnh hỏi tiếp đi con, có nhiều dữ liệu để con hỏi lắm, con quên nó, hoặc là Khoa hỏi tiếp. Chú gợi ý nha, bây giờ Quỳnh hỏi Khoa luôn. Thế anh học tiếng Đức ở đâu? Anh học lâu chưa? Anh thi A1 chưa? Đó là những cái mà vấn đề như là mình gặp nhau, mình hỏi chuyện bình thường vậy đó con. Giờ con hỏi anh đi, hỏi bạn đi chứ không phải anh, bằng tuổi mà. Vô lên đòi. Trôi son xì ra ha, có xì mình người Việt mình nói hay quên là xì ha, hay quên xì lắm con ơi. Vô lên du tôi xì ra nha, con nói lại đi.
Wo lernst du Deutsch? Ich lerne im Jetu. Con phải nói cái từ tiếng Đức vô nữa. Island, bạn hỏi là con học tiếng Đức ở đâu thì con phải nói, nếu con nói là Island in YouTube thì con học cái gì, con chưa trả lời, chưa đúng câu hỏi ha. Biết là mình trả lời đó là kiểu tiếng Việt, nhưng mà kiểu tiếng Đức mình trả lời có cái từ Tosio nữa để mình luyện tiếng Đức, mà mình cố nói được nhiều từ và đúng thì càng tốt ha. Con nói lại đi. Ich lerne Deutsch im Zentrum. Con hỏi ngược lại bạn luôn, lúc nào bạn hỏi mình hỏi lại để mình luyện tập nghe với nói nha Kha. Bạn hỏi mình hỏi lại. Yeah. Wie lange habe Sie Deutsch studiert? Bình tĩnh nói, bình tĩnh nói lại, hỏi lại. Nãy giờ dùng du thì dùng du luôn, đừng có dùng qua si nữa. Hãy dùng si thì dùng si, còn nãy giờ mình gọi bạn là du rồi, mình kêu du luôn. Chia động từ ra. Con hỏi lại đi. Để chờ một xíu chúng con nên viết lại. À. Viết cốc tí thôi, tóc ký thôi, đừng có viết hết, viết tóc ký thôi để mình tiết kiệm thời gian. Mình ở đây mình chủ yếu mình nói với nghe, mình tranh thủ thời gian. Wie lange habe du Deutsch studiert? Con nói là len em thôi, không dùng studio. Studio là mình học cao lắm á, mình mới dùng đó, đó là nghiên cứu. Nếu mà dùng con từ studio ren á là nghiên cứu rồi, là người ta hiểu là ý bạn nói là ý bạn này hỏi mình là mình nghiên cứu tiếng Đức được bao lâu rồi. Còn này mình chỉ nói là bạn học tiếng Đức được bao lâu rồi, con dùng từ len em thôi, không dùng từ studio ren ha. Với lại là nếu mà con dùng thì ở thể perfect thì ở đây là chia ngôi đu, thì con phải nhớ ngôi đu động từ hai bên chia ở thể perfect như thế nào ha. Con nhớ lại thôi, không có cần, con không có sợ mình nói sai, nói sai có chú sửa, nói theo cái mình suy nghĩ ha. Vậy chỗ cái từ học LR mình để ở cuối câu đúng chưa? À, đúng rồi, mà nếu con chia ở thì perfect á thì con phải chia nó nha. Em Quỳnh cũng được học, bạn Quỳnh cũng được học thì perfect rồi, nếu con nói bên thì perfect bạn cũng hiểu á. Rồi, vì lăng hash đu Deutsch LR. Con phải chia động từ len nên ở thể perfect. Con đang dùng ở thể perfect. Quỳnh con nhớ động từ lenen ở thể perfect là gì không? Ghê Rồi đó, Quỳnh nhắc con rồi đó, con lặp lại đi để đỡ tốn thời gian. lên lăng hash Deutsch ghê lên. Ve mới được, vi lắng hát to xilan, à bà ve hát kỳ len. Con phải nói có chủ từ. Vì là người hát đu đôi về cửa lên.
Rồi, tạm ổn, mình trả lời. habe ein Monat Deutsch gelernt. Con hỏi rồi, bạn hỏi ngược lại con á, undu kìa. Con chưa nghe rõ chú ơi. Rồi mình nói lại cái câu trả lời của con, rồi con hỏi lại luôn ha. Ở đây thì chú nghe rõ, con nghe xem là cái công tắc của cái máy của con nó có cái tiếp nối á, nó có vào hết không. Con nhớ là con vừa học ở bạn luôn, hãy bạn trả lời như thế nào là con phải nghe luôn cái câu bạn trả lời đó, là câu đó là câu đúng, thì mình cũng sẽ dựa trên câu đó để mình nói chuyện với bạn ha. Bây giờ mình nói trả lời lại đi con. Ich habe ein Monat Deutsch gelernt. Du? Con nhớ Deutsch con sĩ ha, mình quên sĩ. Ich lerne Deutsch 2 Monate. Rồi con dùng cái đó là thể hiện tại, và con dùng thể perfect như là em dùng dự bình sao, thì con nói như thế nào? Ich habe chú. Đúng rồi, đúng rồi. Ich habe 2 Monate Deutsch gelernt. Hồi nãy em Quỳnh có bạn Quỳnh có nhắc con rồi đó, quá khứ của động từ le nên là gì, nhớ lại đi. Glenn. Rồi bây giờ con lặp lại nguyên câu cho nó trơn tru chút xíu. Con trả lời thế cũng đúng, nhưng mà con nói là ich habe Deutsch, phải xì cái Deutsch ra nha, từ xì ich habe Deutsch. Chứ con trả lời ich habe 2 Monate thì nó cũng đúng chứ không phải không đúng, cái sắp câu đó vẫn đúng, nhưng mà con dùng cái sắp ở Deutsch liền luôn, là tôi học tiếng Đức luôn ha, dùng Deutsch liền ngay sau chữ động từ há bên á, rồi mới nói tới tháng hay như là em Quỳnh trả lời là rất là chuẩn á. Giờ con cũng dựa trên câu trả lời đó con trả lời lại. Ich habe Deutsch 2 Monate Rồi bây giờ chuẩn rồi đó, bây giờ nói lần nữa cho nó quen cái miệng nữa. Ich habe Deutsch 2 Monate. Rồi chuẩn. Rồi con hỏi là bạn đi, bạn có thấy tiếng Đức khó không? Quỳnh cũng suy nghĩ trong ý nghĩ là nếu mà hỏi câu đó con sẽ hỏi như thế nào ha. Bạn có thấy tiếng Đức khó không? Từ khó các con cũng được học rồi ha. Tiếng Việt mình nói nhiều vậy chứ tiếng Đức nói có 3 từ cũng đủ rồi đó. Đây là câu hỏi gia này, thì các con phải nhớ là cái thể của nó, cái hình thành của nó như thế nào ha. Bây giờ Bình hỏi đi, Khoa sắp từ, Khoa chưa có quen cho nên sắp từ còn lâu. Bây giờ Bình hỏi đi là Khoa nghe cách cách hỏi của Bình là Khoa cũng học được ha. Mình học cả từ bạn nha, hai bên học qua học lại. Bây giờ Quỳnh hỏi đi là tiếng Đức có khó không?